Và bây giờ thí sinh tiếp theo là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để xem đoạn video clip giới thiệu về thí sinh. Xin chào ban giám khảo, phụ huynh. Con tên là Bùi Đức Khôi, năm nay con 11 tuổi. Con học tại Thu Nhạc Quốc bộ môn piano đã được 1 năm rưỡi rồi. Con cảm thấy tiến bộ khi được học tại Thu Nhạc. Con cảm thấy rất tự hào khi được tham gia vòng chung kết giai điệu tài năng năm 2024. Sau đây sẽ trình bày tác phẩm Springtime. Xin một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta cùng chúc mừng cho Bùi Đức Khôi. Cảm ơn con rất nhiều.